Vâng, cứ mỗi dịp Tết đến thì theo phong tục truyền thống của người Việt, trẻ nhỏ thường được người lớn mừng tuổi. Và cũng vì lẽ đó thì sau mỗi dịp Tết thì có rất nhiều em nhỏ được lì xì với số tiền khá là lớn. Thế nhưng cái số tiền này có nên để các em hoàn toàn quyền sử dụng hay là để cha mẹ giữ và có kế hoạch chi tiêu cho các em? Và đó cũng là điều băn khoăn của không ít các bậc cha mẹ. Và trong chuyện tối nay thì chúng tôi xin được bàn luận về chủ đề này với khách mời rất là đặc biệt, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, ở Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình ạ. Cảm ơn bạn và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Vâng ạ, một chủ đề rất là hay ạ. Rõ ràng chúng ta được biết là mừng tuổi là một cái nét rất là lì xì, là một cái nét văn hóa cụ thể vào ngày Tết. Và các em nhỏ rất là hào hứng mà khi mà nhận những cái món quà là những cái lì xì như vậy. Bởi lẽ đó mà không ít bố mẹ đã để cho con mình giữ cái tiền mừng tuổi, mặc dù rõ ràng là trong cái xã hội phát triển hiện đại này thì cái số tiền bên trong cái bao lì xì đấy không hề nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì theo quan điểm của Phó sư tiến sĩ Trần Thành Nam thì chúng ta có nên như vậy không? Tôi nghĩ là nên đấy. Dạ. Tại vì là bây giờ chúng ta nhìn thấy là giới trẻ đang phải đối diện với rất là nhiều những cái tình huống về tài chính mà phức tạp hơn rất nhiều so với cả cái độ tuổi trước đây. Dạ. Các em cần phải tiếp cận với cả tiền và nhận diện cái khái niệm về tiền tốt. Bây giờ cái năng lực tài chính cũng là một cái năng lực mà thậm chí là còn đưa được vào tiểu học cơ mà. Dạ. Vì vậy cho nên là với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng là lì xì sẽ là mỗi cái dịp Tết đến là cái cơ hội để chúng ta giáo dục cho trẻ nhiều thứ. Trong đấy thì có cả giáo dục về các cái năng lực tài chính, rồi là có thể hiểu cả về ý nghĩa của lì xì và giúp cho các em là có thể là quản lý được cái món tiền đấy của mình theo những cái cách thức nào đấy mà nó khoa học và nó phù hợp với cả hoàn cảnh của từng gia đình nhất. Vâng, rõ ràng cái điều đấy thì rất là lý tưởng, nhưng mà trong những cái trường hợp chúng ta biết được rằng là thì con mình nhận được lì xì thì mình cũng phải lì xì con nhà người ta. Và rõ ràng là cái số tiền mà mình bỏ ra để mà lì xì cho con nhà người ta thì cũng như là cái số tiền mà mình nhận lại là con mình như vậy. Vậy trong trường hợp này chúng ta phải phân bua thế nào để trẻ con hiểu và chính mình cũng cảm thấy thoải mái khi mà để cho con cầm tiền như vậy? Thực ra thì đây là một cái khoản đầu tư, cha mẹ luôn luôn là một cái người đầu tư mà không hoàn lại cho con bao nhiêu phần trăm cái tiền lương tiết kiệm, thì các cái nghiên cứu đã chỉ ra là cha mẹ Việt Nam đến 70% tiền tiết kiệm là đầu tư giáo dục cho con cái cơ mà. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là đây cũng là một cái khoản tiền mẹ mừng tuổi con của các bác và các bác mừng tuổi lại, nó giống như là một cái, đây là món tiền của người lớn ấy, thì đôi khi tự nhiên là có thể là chúng ta mất đi các cái cơ hội để giáo dục về tài chính cho con. Nhưng mà ví dụ như là tôi thì tôi cũng hoàn toàn rất cởi mở với con thôi. Con cũng biết những cái câu chuyện đó, con biết được ý nghĩa của cái đồng lì xì như thế nào. Và ví dụ như là cả cái khoản tiền mà con có được nhé, thì mình sẽ hướng dẫn con từ khi mà bắt đầu vào tiểu học ấy là sẽ phân nó ra làm 6 các cái nhóm mà dành cho các cái vấn đề liên quan. Ví dụ như chi tiêu thiết yếu. Chi tiêu thiết yếu này thì nó gồm có cả cái trang thiết bị học tập, đồ dùng học tập của con, thì cái đấy là bố mẹ cũng thường phải chi, đúng không? Thì bây giờ là dành cái khoản tiền đấy là bố mẹ cũng có thể quản và có thể là hướng dẫn con chi được. Có một cái khoản dành cho tiết kiệm này, khoản dành cho tự con muốn học cái gì thì là giáo dục thì là dành cho con này. Có những khoản dành cho giải trí này, con muốn đi xem phim này, con muốn đi ăn món gì này, thì con dùng những cái đó. Và có cả những cái khoản là đầu tư nữa. Đầu tư tức là gì? Tức là đầu tư tức là gửi vào ngân hàng bố và ngân hàng mẹ, xong rồi có thể là bố mẹ sẽ trả một số phần lãi gì đấy. Và có một khoản tiền là khoản tiền kiểu như là dành cho thiện nguyện, tức là làm những cái công việc mà mang lại giá trị, giúp đỡ những cái bạn khác. Thì tức là mặc dầu chúng ta là con nhận nhá, nhưng mà cái việc là giữ thì nó nhỏ lắm, ai giữ cũng được, thậm chí là con giữ hoặc là bố mẹ giữ cũng được, nhưng mà phân ra thành các khoản. Có những khoản thì là bố mẹ quản giúp, có những cái khoản con gửi vào ngân hàng của bố mẹ, còn con sẽ chỉ quản lý ở những cái mức độ vừa phải theo từng cái gia đình một mà thôi. Tôi cũng nghe được rất là nhiều khi mà cha mẹ là muốn gọi là được con tình nguyện, can tâm tình nguyện đưa lại cái phong bao lì xì cho mình á, thì hay nói một câu là có thể bố mẹ cầm hộ kiểu như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều cha mẹ lại quan niệm rằng trẻ con thì đúng là chưa biết tiêu tiền. Để mà hoạch định tài chính như vậy thì chắc chắn là mình cũng không nên nói quá nhiều đến chuyện tiền nong với trẻ, làm nó sao nhãng. Rồi là có những người thì lại mặc nhiên coi cái khoản là mẹ vừa mừng tuổi thì bây giờ cái trách nhiệm con lại phải đưa lại cái tiền mừng tuổi mà các bác đã đưa lại cho bố cho mẹ, đúng không ạ? Vậy thì cái quan điểm làm sao chúng ta có thể cân bằng được những cái điều như này, thưa? Thực ra thì là mỗi người sẽ có một cái quan điểm thôi, còn tôi thì phát biểu ở trên cái quan điểm của một cái nhà giáo dục. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là hai cái vấn đề mà bố mẹ lúc nào cũng sợ là với con nói là sớm ấy. Một là tiền, hai nữa là liên quan đến tình yêu rồi sức khỏe sinh sản ấy. Mình toàn nói chậm thôi, trong khi mà về cơ bản là bây giờ các con
cần phải được nói cái việc đó từ sớm hơn. Ngay về giáo dục tài chính thì 3 tuổi các con biết các số rồi, đến 5 tuổi các con nhận diện các cái mặt tiền rồi. Vâng. Mình phải giới thiệu. Giờ ví dụ như là các con thậm chí mình xác định đi là các con có thể mắc một số những cái sai lầm. À, bạn nhà tôi có một bạn là lớp 1, một bạn là lớp 8. Thế bạn lớp 1 không giải được một bài tập, thế là mới ra gọi anh là anh ơi anh giúp em cái này. Ông anh bảo không, đang bận lắm. Thì anh giúp em đi, em tặng anh 2 tờ tiền. Thế xong rồi cuối cùng là khi mà giúp xong thì là bạn nhỏ bạn đưa 2 tờ 500.000. Thì đấy là một cái mắc sai lầm về mặt tài chính nhé. Nhưng mà các con không giữ tiền thì không thể nào có cái kỷ niệm vui như thế được. Nhưng mà sau đấy thì bố mẹ sẽ nói 2 tờ này này là bố mẹ phải làm một tuần. Đấy, tức là nó phải hiểu các giá trị của cái đồng tiền với cả cái lao động. Nhưng mà các con sẽ mắc một số những cái sai lầm về quản lý tiền bạc khi mà chúng ta cho phép con quản lý một số nhỏ nhỏ. Và qua đó thì con học được rất là nhiều các bài học. Vâng, rõ ràng là cái câu chuyện minh họa của chính gia đình phó tiến sĩ Trần Thành Nam cũng là một câu chuyện rất là vui. Nhưng mà chúng ta cứ liên tưởng đến câu chuyện là nhiều bậc làm cha làm mẹ thì cứ lo lắng là con cầm tiền thì sợ con làm rơi tiền. Hay hoặc là cái kế hoạch chi tiêu nó chưa đủ chín chắn để mà có thể là sử dụng cái đồng tiền đấy, hoặc là thậm chí là có những cái đối tượng xấu có thể là lừa gạt trong cái tình huống bối cảnh như thế này. Thì theo quan điểm góc nhìn của một nhà xây dựng các cái nền tảng về giáo dục, thì không biết là phó tiến sĩ Trần Thành Nam có những quan điểm như thế nào về cái cách mà chúng ta nên lập kế hoạch để con có thể chi tiêu và sử dụng cái đồng tiền lì xì của mình đấy ạ? Vâng, cái này thì là tùy vào cái hoàn cảnh của từng gia đình mà mình chia ra thành cái tỷ lệ phần trăm cho các cái khoản tiền như thế nào. Với cả mình cũng phải nói với nhau là cái tiền lì xì đấy giữ với cả quản nó hoàn toàn nó khác nhau nhé. Có thể hoàn toàn cái số tiền đấy là bố mẹ quản. Vâng. Nhưng mà ví dụ như khi mà con đến một cái độ tuổi nhất định con biết được rồi, thì có những cái ứng dụng mà ở trên điện thoại ấy, hoặc là ở trên các cái ứng dụng công nghệ ấy, mà nó rất là phù hợp và nó rất là dễ nhìn, các con có thể biết được là ở trong cái tài khoản của con còn bao nhiêu. Thì ví dụ như là con làm thêm được việc gì thì mẹ thưởng thêm cho con này. Ví dụ như là có những cái hoạt động gì ngày hôm nay mẹ đã mua cái này cái kia cho con này, thì con chỉ cần nhìn theo dõi đấy, các cái con số thôi. Chứ còn tiền thì con không cần phải cầm giữ cả một cái khoản tiền rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên thì đôi lúc là con cũng cần có một cái khoản tiền nhỏ nhỏ để ví dụ như con nhận biết tiền này, gọi là đếm được các số này, hoặc là ví dụ như con có thể làm một số những cái hoạt động mà rất là nhỏ nhỏ mà lại còn bất ngờ cho gia đình. Chẳng hạn ví dụ như là đến một cái ngày, một cái dịp đặc biệt gì đấy của mẹ, con lại ra đây con tặng mẹ cái món quà này từ tiền của con đấy nhá. Đấy thì những cái đó thì là những cái niềm vui bất ngờ. Thì đấy là tùy từng gia đình chúng ta sẽ có những cái cách thức, nhưng mà tôi nói rằng là có rất là nhiều cái công cụ mà chúng ta dạy con quản lý về tiền, không nhất thiết là phải để cho con động đến tiền, nhưng mà chúng ta cũng cứ sẵn sàng là để cho con quản lý một cái lượng nhỏ nhỏ, và qua đấy con có thể mắc sai lầm, con có thể làm những hoạt động này hoặc là hoạt động khác mà con rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Thì tôi nói thật là cuối cùng cái khoản tiền mà mừng tuổi ấy, so với cả cuộc đời chúng ta đầu tư cho con ấy, nó cũng chỉ là nhỏ thôi. Mà các con mắc sai lầm từ sớm ấy thì có thể con học được những cái bài học về quản lý tài chính cho cái thành công lâu dài này nó nhiều hơn. Vâng, rõ ràng là có thể tạm coi đến cái thời điểm này thì nếu mà chúng ta nhận thức sớm và chúng ta giúp cho con trẻ hiểu biết được cái cách mà chúng ta quản lý về mặt vấn đề về tài chính, quản lý về tiền bạc, rồi giúp con có cái cơ hội để thoải mái hơn về vấn đề là tự hoạch định cái chi tiêu của mình, hoặc là có thể tiết kiệm hoặc là chia sẻ với người khác. Thế nhưng cái điều này thì không phải là câu chuyện rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng nhìn thấy là cái quan điểm của chúng ta cần phải thay đổi bắt đầu từ đâu thưa? Thì thay đổi là thay đổi từ cha mẹ thôi. Vâng. Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định luôn rằng là những cái mà chúng ta đang sợ ấy, là sợ nói sớm với con quá, là sợ nói về tiền, sợ nói về gọi là tình yêu đấy, thì nó phải thay đổi. Tiền ở đây nó có, ngay kể cả cái tiền mừng tuổi này, mình qua tiền mình dạy được rất nhiều thứ. Toán có không? Có, tại vì nó liên quan đến cộng trừ nhân chia, nó liên quan đến các con số. Qua đấy cứ xác định luôn là cùng dùng cái khoản tiền lì xì này, nhưng mà giúp cho con có thể hứng thú với môn toán. Môn toán nó liên quan đến cái việc là quản lý về cái số tiền của con ấy. Vâng. Tiền nó có liên quan đến các cái giá trị sống khác không? Có. Ẩn đằng sau tiền lì xì nó là gì? Đó là những cái lời chúc may mắn gửi đến con đấy. Đó là những cái mong muốn tốt đẹp của mình khi mà mình coi như gửi đến người khác đấy. Và tiền nó có giúp cho con có một số những cái kỹ năng giải quyết vấn đề không? Gọi là coi như là lên cái kế hoạch không? Đấy, và ví dụ như thông qua các cái hoạt động là tiết kiệm này, xong rồi là thiện nguyện này, thì mình có giáo dục con là có những cái trách nhiệm mà con thể hiện với cả những người khác ở trong gia đình. Hay là
với cả những cái người mà đang có những cái hoàn cảnh khó khăn hay không. Thì như vậy chúng ta nhìn nó rộng ra hơn một chút, và không nhất thiết như tôi đã nói, không nhất thiết là con cứ phải động vào một cái tờ tiền coi như là vật lý cụ thể, hoặc là phải cầm một cái khoản tiền nó rất lớn, mà tại vì nó vẫn là ở trong cái bàn tay của cha mẹ thôi mà. Đấy, và vì vậy cho nên là cái cách mà chúng ta có thể giúp cho con có một tiếp cận với cả các khái niệm này nó sớm hơn, và có thể là giúp cho con có một số cái kỹ năng để mà quản lý và có thể hoạch định được những cái gì mà mình đang có. Thậm chí là khi mà chúng ta có một khoản tài chính thì tự nhiên là cái nói thật là ví dụ như sự tự tin này, hay là cái cảm nhận rằng là mình có được những cái này, mình chia sẻ cho bố mẹ, rồi là mình làm cho người khác vui, thì tự nhiên là các con cũng cảm thấy vui lắm. Vâng, rõ ràng là trong cái bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay thì qua cái cách mà chúng ta giúp con tiếp cận được với các cái kế hoạch tài chính thông qua cái việc mà đếm tiền lì xì, rồi là thống kê tiền lì xì, còn rất nhiều những cái câu chuyện rất là phong phú khác nhau. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng nên có một cái góc nhìn để mà chúng ta chắc chắn để giúp con mình, nâng đỡ con mình ở trong cái vấn đề tiếp xúc dần hơn, quen biết dần hơn với cái kế hoạch chi tiêu và tài chính của mình. Và có lẽ là trong cái... trước khi mà khép lại cái chương trình ngày hôm nay thì không biết là Phó Tiến sĩ Trần Thành Nam có thể gửi gắm một cái câu chốt đối với tất cả các bậc phụ huynh đang băn khoăn về việc là tiền lì xì của con mình sẽ đi về đâu, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ giảm bớt một số những cái kỳ vọng và chúng ta tăng thêm cái kỳ công thôi. Tất cả những cái hướng dẫn và đồng hành của cha mẹ với gọi là những cái kỹ năng của công dân thế kỷ 21, trong đấy có cái kỹ năng quản lý tài chính ấy, sẽ giúp cho con của chúng ta sẽ vững vàng hơn và thành công hơn ở trong cuộc sống. Chứ không cần phải lo lắng quá về cái việc là tiền nó sẽ làm cho con của chúng ta nghĩ nhiều về vật chất hay là gặp những cái sai lầm gì cả. Và có khi chúng ta cũng cứ nghĩ rằng là thất bại sớm nó sẽ chính là cái cơ hội để con học ra được những cái bài học và phát triển tốt hơn trong tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã cùng dành thời gian chia sẻ những cái kiến thức, những cái thông tin hết sức bổ ích về cái câu chuyện là tiền lì xì của các con sẽ được các con sử dụng thế nào, và bố mẹ là những người định hướng cho các con ra làm sao. Và một lần nữa xin được hẹn gặp lại anh ở những lần trao đổi kế tiếp của chương trình Hàng Buổi Tối. Dạ vâng. Vâng, và cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình kế tiếp.